Bạn làm tí thằng cô dê đi anh em ơi. Ơi thằng cô dê này ngon lắm. Rất là dẻo luôn. 100.000 bát. Làm khoảng 3 bát này thì rượu say nhè luôn. Úi dồi ôi, nó khói lên nó thơm quá anh em ạ. Điếc hết cả mũi rồi. Hi, xin chào các bạn. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Xóa TV. Hôm nay hai vợ chồng mình lại đi chợ phiên các bạn ạ. Lát nữa ngựa nào không để dắt về nhà hàng em đây. Đi chợ phiên để kiếm con ngựa về nấu thằng cố. Hello anh. Nay vì phải đi mua ngựa nên là tranh thủ đi sớm, không có em nào không. Nhưng mà lần này em thấy bò đây xuất hiện nhiều. Chưa thấy có em ngựa nào cả. Toàn thế trâu thôi các bạn ạ. Cả trâu cả bò. Trên Tây Bắc bây giờ cái thời điểm này thì lạnh rồi. Mọi người mặc áo rét hết rồi. Mình không hôm nay anh không mang áo rét đi nên là hơi lạnh lạnh các bạn ạ. À đằng kia thấy hai con ngựa rồi. Vừa nó hai con ngựa đang làm một chuyện đồi bại gì đằng kia anh ấy. Thật đấy, hai con ngựa thế này. Nhiều đấy. Ơi. Anh đi mua ngựa thôi. Không mua trâu đâu. Đây ra khu ngựa cho đại anh. Đấy. Đi. Đây rồi. Ngựa trắng, ngựa đen, ngựa vàng. Em cẩn thận đi xa ra nhé, đá do ngựa có chiêu đá hậu kinh lắm đấy. Đá cho cứ phải gọi là nhấc người đấy. Ngựa ở cái tuần này béo hơn ngựa tuần trước anh ạ. Ừ. Tuần trước có một. Đấy có vẻ nhiều hơn. Này có 2, 4, đây các bạn ạ. 6, 7, 8 con, chục con. Đâu, ông chủ nhiều có thấy ông chủ ở đâu đâu. Nhiều anh em cứ bảo là anh Hải ơi, ở trên này Tây Bắc này lấy đâu lắm ngựa thế. Đấy các bạn ạ, các bạn có đi chợ phiên đâu mà các bạn biết ở trên này. Con này của ai đấy nhỉ anh nhỉ? Chủ ở đâu rồi? Chủ đi bán à đây, chủ đây. À. Không phải à? Không phải của chị à? Của chị con nào đấy? Của cha này em mới chặt. Đâu sao nào? Hai con đen kìa. Hai con đây bán như nào đây chị? Hai con đây bán như nào đây? Cái này là bán 40 triệu. 40 triệu hai con á? Vâng. Đâu sao nào? Xem đi chị ơi. Có tiền chứ. Hả? Có tiền đi. Cái gì? Là có tiền chứ. Mua về nấu thằng cố mà. Hả? Đây là một cặp mẹ con à? Không tin là mình mua về nấu thằng cố à? Mình cần mua nhiều ngựa lắm rồi đấy. Đây này, thấy bọn ngựa nó đi cạnh mình phát là thấy biết là chuẩn bị nấu thằng cố đi xa hết rồi. 40 triệu là một đôi á hay là một con? Một đôi. Một đôi là 40 triệu. À, một đôi 40 triệu, một con là 40 triệu. Thế thì còn đắt hơn cả cặp trâu ấy nhỉ? Còn khu vực phía dưới này là chợ bán dê nha anh em nhé. Đây này. Bè 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 dê này. Bây giờ mọi người vẫn chưa mang ra mấy đâu. Ý cái này đang cười kìa. Ý. Tí nữa. Thôi mình di chuyển ra một tí đi. Đem em xuống chỗ chợ dê đi. Nói chuẩn giá luôn nhỉ, không đấy. Nói. 40 củ đấy các bạn ạ. Các bạn tưởng
Đấy, bơ luôn, không nói chuyện đâu tưởng. Đấy, đi sang này ra. Này gầy quá nhỉ. Mùa này bây giờ mới có cỏ. Con này bao nhiêu ấy chú? Con này bao nhiêu đây? Ba mấy triệu thôi. Ba mấy triệu. Của chú có một đàn đây này. Ờ. Mẹ bố. Đâu thằng cố các bạn ạ, là phải kiếm con nào béo béo, mấy con gầy này không có thịt đuối đâu. Để xuống cho khu chợ dê. Dê chợ lợn. Hả? Thịt gâu gâu ơi. Cho ba thịt đi. Vâng. Em cuốn con. Dạ vâng. Em cuốn con. Con chó đây chú. Dạ. Kiếm con mông cọc. Đâu. Tự cắt đuôi à? Vâng, chào các anh. Ok. Vâng. Đây là lợn đấy anh này. Lợn cắp lách đây anh em. Bé. Bé bé. Đây khu chợ dê. Đi chợ phiên là thích nhất là ra những khu mà có nhiều những cái động vật như này để tha hồ tìm thu mua. Thích con to con dê này họ bán thế nào đây anh? Tùy từng con là dê được mà trăm mấy? Được trăm trăm mấy? Cái rẻ hơn đúng không? Ok ok con dê kìa, ok ok con dê kìa. Ồ, bé thế mà mày lại làm một trò thế thì... Bé có nhảy đâu đấy, nó hả? Ờ, hư thật đấy. Chỉnh cho nó vào đấy tưởng. Điều chỉnh cho nó vào đi. À, nó khác với đường à? Phải cầm tay rút nó vào chứ đi. Dê này cũng húc luôn à? Nó húc rồi đấy. Như thằng kia. Mua dê hả chị? Mua hay bán đấy? Xem à? Thường mua người ta hay chọn mua dê đực nhỉ? Ừ. Có cái bộ kia cả. Dê đực có bộ cà đã đắt hơn mấy lít rồi. Mấy trăm nghìn rồi. Rất là hơi lạnh lạnh. Hôm nay là mình cũng quên. Thôi bây giờ chúng ta đi vào khu chợ đi, và khu chợ ẩm thực. Con này có bầu sao anh nhỉ, nhìn nó to nhỉ. Ta sáng sớm tranh thủ đến quay chia sẻ với các bạn là khu chợ thế nào thôi. Chứ mà đúng ra mà mua thì phải là tí nữa cơ. Tí nữa mua nó phải hơi hơi cuối canh tí mua nó mới rẻ được. Bây giờ mới ra mà đắt lắm nhỉ. Đây là bí kíp khi mà đi chợ phiên đấy. Đâu này, nó mua được rồi đây này. Anh à, bắt nó à? Ừ. Nó sổng ra. Vâng, nó sổng ra. Đây đây, bắt hậu lại, bắt hậu ở nhà. Bắt, tóm chân lên này, tóm chân lên này. Vâng, à? Ừ. Lại lôi nó về đâu? Đây. Đấy. Cái này mua về hả anh? Mua đôi này bao tiền đấy? Đôi này
6 triệu á? À. Mua để làm giống à hay là thịt? Làm nhà hàng. À làm nhà hàng chỗ nào đấy? Nhà đi. À, ở đâu, ở đâu? Quán bia Bình Duyên Tây Âu ấy. Ở đâu đây? À, hôm nào lên đấy nhậu nhỉ? Đấy, các nhà hàng là toàn ra đây nhập thôi mà các bạn ạ. Nhập ở đây nó mới được rẻ, về bán nó mới giá nó hợp lý được. Dạ. Dạ. À, cẩn thận đấy nhá, để ý xe. Kìa con lợn này, kìa ngon. Các cụ đang chốt thương vụ gì đấy? Mà xôm thế? Hả? Con này à? Con này bao nhiêu? Anh? Chủ đang đòi 30 à? 35 triệu. Ủa này, con này nó to như thế này mà có 35 triệu. Ôi rồi, chốt rồi, chốt rồi. À, bắt tay đi, bắt tay đi. Rồi, xong rồi. Bắt tay rồi à? À. Bao nhiêu đấy? Bắt tay này, bắt tay này, 35 củ à? Ông vừa dắt ra mà bán được luôn, chạy hàng, đắt hàng ấy. Đây là lỗ 10 triệu, đúng chơi rồi. Đúng rồi. Ông gọi em mua, ông gọi ông trên này về. Còn đấy bao tiền? Chốt được, chốt bao nhiêu rồi? 33 triệu. 35 à? 33 triệu, quay đấy, bảo 33 thôi. Lại đi, tao bảo con người ta phải đuổi đắt. Thế được. À. Dây mới bán rẻ. À, phải nói ra ít đi thì dân mới bán rẻ. Chỗ nào bán rẻ. Khôn thế nhỉ. Cho đơn, cho đơn. Đi tìm khoảng 33 triệu. 35 năm. Vừa gặp một pha chốt trâu. 35 năm trâu to thế mà giá rẻ. Nhưng mà con trâu của ông to mà đẹp, dắt ra một phát là tranh nhau mua luôn. Đấy. Để lào một xuống vào rất là đông. Con này béo thế mà. Đấy, bây giờ bắt đầu mọi người ra đông rồi đấy. Đông, em nghĩ con này anh ấy mua 35 năm anh phải bán được khoảng 38 triệu đến 40 triệu. Không, ở đây người ta không lãi nhiều thế nào. Ở đây người ta chỉ cộng thêm 1 triệu, 2 triệu người ta bán luôn. Nhưng mà nhìn... Cái chổi này bán như nào đấy à chú? Lăng 10 à? Chào ông nha. Ông mua à ông? Tí nữa tí ra mua sau, đầy này. Giờ mua là không có cầm được. Đây là thảo quả các bạn ạ. Đây là thảo quả tươi. Đây. Đây ông mang cả trứng đi bán này, trứng vịt đấy. Trứng này mới ngon. Trứng ở trên này nhiều lắm. Đây là trứng gà, trứng vịt đấy ông? Trứng vịt. Vịt. À. Trên này ông bán bao tiền quả này ạ? 6.000 vàng quả mà. 6.000 rồi. Vâng, chào các anh nha. Vâng, anh đi chợ sớm đấy. Mùa này đang mùa thảo mùa quả. Mùa thảo quả. Nhiều lắm rồi, bây giờ là già rồi. Yeah. Nhà ông trồng được nhiều cái này không? Nhiều. Yeah. Nay thì mang ít chữ để sang có bán được. Nhà ông cái này ông phải sấy khô đi, thì bán được, để được lâu. Sấy khô thì có người. Có sấy mà, nhà. Tiện đi chợ mang một tí. Tiện đi chợ mang tí đi thôi. Kiếm thêm ít rau dưa linh tinh. Vâng. À, siêu thị bánh rán. Siêu thị bánh rán của chị anh nhiều nhỉ? Bánh rán ngon. Bao tiền chưa anh? 2.000 à. Bao nhiêu? 10.000 được mấy gái? 5. 2.000 gái. Có các bé ở đây thì mua chưa các bé nhỉ? Vâng. À. Để mua cho các bà. Rồi, ok. Bán đi chưa mà. Tí nữa mọi người đi chợ đông nữa. Đây là trẻ con này. Đi chợ thích kiểu làm tí bánh rán này lắm. Khoái. Mình đi sớm nên là bà con bây giờ mới bắt đầu mới bày đồ để bán này. Còn chưa chuẩn bị xong. Nhưng mà nguyên tắc anh em đi chợ phiên là phải đi sớm nhá. Đi muộn là đúng còn cái lịt luôn. Có thể bảo luôn luôn.
Ở chợ này có ấy không? Vitamin không không? Không. Ít thôi nha, không chứ. Xin chào. Người đẹp. À, xin chào, ờ. Hả? Đi như này vẫn là đi muộn. Đi như này là quá sớm rồi, vẫn còn đi muộn này. Có hôm thì chưa thấy được mà. Hả? À. Chị bán được hết hàng chưa? Bây giờ lạnh lắm rồi, bây giờ lười không đi được thế rồi. Lười đi ở nhà thì có mà đi nữa. Hả? À. Bây giờ trời nó lạnh rồi, ở nhà ôm vợ cũng lười dậy đây. Cái này là lắm mỡ rồi. Cái ba chỉ hả chị? Đây, miếng hoa chỉ này phải không? Trong này còn chưa múc ra đấy. Đây, à. Đây là cái miếng này là miếng gì? Thế à? Ba chỉ còn chưa múc ra. Ba chỉ ngon nhỉ? Có cái bộ lưỡi này được này. Như chợ phiên được cái là thích là mình thích ăn đoạn nào mình chỉ là cắt đoạn đấy. Đúng rồi. Theo đúng sở thích của mình. Trong này còn nhiều đồ không? Còn xương. Này. Tí hả? Miếng này nhá. Thế đấy. Làm hẳn miếng này á? Ừ. Có cả bộ người kia đấy à? Có. Cái bộ gà này thì bán như nào đấy? Thường là chị bán gà dân. Thì bán theo cả nó hú ra rồi bán theo thịt đây thôi. Nhưng mà à. Lấy sống cả bộ đấy thì 250. Ừ. Thế làm chín lên rồi. Chín lên thì bán theo thịt đây thôi. À. Ê, cho Tuyên cầm vào đây để chụp một kiểu ảnh như nào. À, cho chủ tịch mượn nhấc cao lên. Nhấc cao hẳn lên. Giơ nó ra trước mặt. Đấy. Nào. Quay vào vòng thế nào. À. Tí đang chuẩn bị làm miếng này. À, nhấc cao hẳn lên. Đấy. Ui, nhìn hấp dẫn chưa anh em. Đấy. Rồi. Đây này, kết cái quả này này. Hả? Đây. Em là tác động vật lý vào đấy là tí là hỏng hình ngay đấy. Đây tiết canh thì cứ phải gọi là rất là nhiều luôn này. Tiết canh là bao tiền bát nhỉ? 20.000. 20.000 bát à? Nhưng mà em phải lẻ cái tiết canh này chị đánh không có một tí giọt nước nào. Tiết canh này đánh đỉnh cao lắm. Thôi rồi, lượn lờ một chút đã. Cho cái bát này vào. Cứ ăn sáng đi nhá, có gì tí quay lại ủng hộ nhá. Có cái bếp than này mà tí nữa ăn xong mà có mấy bắp ngô nướng thì phê nhờ. Giờ này giờ náo rồi còn ăn ngô nữa. Thơm thế anh em ạ. Nước mũi luôn đấy. Đến đây là cái là cảm thấy là ruột gan nó còn cả. Súng của nó này. Khẩu à. Khẩu này của dê này hơi bé. Thơm quá. Ừ. Đi ra xem bên này xem còn cái gì khác không. Ờ. Lần lờ một tí đã. Hôm nào vào cái hàng dê là phát ra bụp luôn dê là. Là biết đâu là đằng sau này còn nhiều món ngon. Ai xôi đi. Chào bà bán xôi nha. Tí nữa mua nha. Chị. Vâng. Mình đi sớm như này mà ai bảo mình là sao hôm nay đi muộn thế thì mình chịu thật rồi. Sớm như thế này cơ mà. Mùa này đang mùa
Ờ. Hello em. Có gà đen không? Có bên này, có gà đen. À. Có mấy con chưa thịt. Có mấy con chưa thịt à? Vâng. Mới chưa thịt thì ăn kiểu gì? Chào anh em, cho đi qua phát. Xem trong này có món gì. Chào ông chủ nhá. Vâng. Đông khách không? Bình thường quá ạ. À. Đây là gà, không phải gà đen đâu. Đây là gà vàng. Gà vàng. À, đi kiếm gà đen đi. Bên này à. Lâu lâu kiểu chủ tịch không không à. Không được ăn gà đen chợ phiên. Anh chào anh. Chào nhá. Cơm mén mén à? À. Chị ơi, ở đây có gà đen rồi anh ạ. Đấy, làm con gà đen này. Chào người đẹp. Đấy. Ui con này này. Chào Sapa TV. À, xin chào. Xin chào. Ok ok. Ngon quá. Nào chụp ảnh à. Cười nào. Cười nào. Đây là món gì đây? Thắng cố dê à? Ờ. Ôi nhiều thịt thế. Đấy. Cái thắng cố nhà cái anh này là nhiều thịt lắm này. Thắng cố là bán theo bát đúng không anh nhỉ? Vâng. Em bên này chắc tí là được giảm giá hơn đấy nhỉ? Hả? À, mấy anh em thôi. Ô. Anh cho cả xả hay mà lá gì vào? À, thần nào nó mới thơm. Lá thảo. Thơm. À, thảo quả, xả. Cả quả cả lá. À. Wow, khói quá. Đấy. Khói về đây ăn cơm, khói ra đằng kia ăn cơm với cá, khói về đằng này lấy đá đập đầu. Nhưng mà thơm quá anh em. Cái này là mình ruột ra là cồn cào. Bạn làm tí thắng cố dê đi anh em ơi. Ơi thắng cố dê này ngon lắm, rất là rẻ luôn, 100.000 bát. Làm khoảng 3 bát này thì rượu say nhè luôn. Về. Chủ yếu đi chợ phiên là không về chứ. Chủ yếu đi chợ ăn thắng cố. Đúng rồi. Chủ yếu là đi chợ phiên để thưởng thức mấy cái món này. Ui dồi ôi, nó khói lên nó thơm quá anh em ạ. Điếc hết cả mũi rồi. Đấy. Nhiều thịt này này. Ừ. Thằng cố. Làm bát đi bác. Hết chưa anh? Thơm lắm. Chưa còn đầy mà. Ăn vụn miếng ngon quá. Này bán bao nhiêu bát em? 100 bát. 100 bát. Chứng tỏ mình vẫn nhớ giá kìa. Nhưng mà đỡ lại cho từ lễ là tí chắc chỉ tầm 70.000 bát đúng không? Đây. Có quan hệ làm này. Làm miếng này. Review trước cho anh em xem. Đấy. À. Cái gì? Đây. Cái này gót giò. Hàng gót giò. Ồ. Giỏ lắm. Nó không bị bầm à, giỏ lắm. Hai ông đi chợ à? À. Hai là bây giờ bọn con mời hai ông bắt ra thằng cố nhỉ? Ông ăn thằng cố có dê không? Hả? À ông này không ăn dê à? À ăn thịt lợn nha, có ăn thịt lợn không? Con mua tặng ông hai ông một tí dê nhá. Ông ăn được dê không? À, ăn thịt lợn nhá. Thịt lợn nhá. Được rồi. Chị ơi. Ông có tiền nhá. Rồi, không có tiền thôi. Con mời.
Hai ông là trên núi xuống đúng không? Vâng. Đấy. Đậu đây, anh lấy đậu cho nó ăn đấy. Làm bát đậu nữa. À. Bát ăn đậu mềm mén à? Đấy, cho một ít thịt đi. Đây này, lấy cái thịt này nó mới ngon này. Biếu hai ông cụ. Đấy. Nửa miếng ấy thôi, chắc hai ông sẽ ăn hết được. Định mua ủng hộ bạn dê nhưng mà ông lại không ăn dê. Bao tiền? Cho thành 4 lạng. Rồi, ok. Thái luôn nhé. Chờ bát ốc đậu nữa em ơi. Ở đây có... Em giảm tiền thôi, đây là hai ông ăn một bát thôi. À. Em giảm tiền thôi. Mày giảm tiền, mời mời hai ông ăn ốc đậu rồi gì? Rồi anh mời thịt. Đây, anh mua cả rượu đây mà hai ông trên núi xuống ấy. Trên núi xuống à? Rồi rồi, ok. Lấy cho các ông cái bát đó em. Lấy cho ông bát đi. Rồi. Ông cái bát, hai cái bát. Ông Bảo ơi. Tháo cái bộ lô ra đi. Bát này. Rồi, bây giờ tụt đồ bây giờ. Thịt lợn nhìn này thôi các bạn ạ, bởi vì trên này là núi, nó lạnh, thịt nhìn nó hơi xe xe. Mà cái này là vẫn phải trần lại đúng không? Ừ. Con gà này bao tiền đây? Cả con gà 450 à? Thế có khuyến mãi cái này không? Hay cái này bán ở ngoài? Khuyến mãi luôn đi cho bác ăn đi. À, khuyến mãi luôn à? Ừ. Ok, giải quyết luôn con gà này luôn. Tí nó trần lại cho mình nóng cái bộ này nhá. Ừ. Khuyến mãi luôn cho bác nhớ. Đấy. Đây, hai vợ chồng à? Ừ. Anh làm là công an xã luôn. Đấy, hoặc là công an... Phó chủ tịch trưởng có ngang xã. Nhà anh chị ở xa đây không? Đưa chị cái bát. Này, qua tủ yến là qua là hai ông này ăn hết cái thịt này thì giỏi rồi. Hai ông mà ăn hết cái thịt này thì giỏi rồi á. Bình thường mà. Có hai lạng mà. Có bốn lạng cái gì đâu. Đấy, ngon rồi đấy. Tròn nước mà nữa. Ui, cũng đầy đấy nhỉ. Hả? Ba chỉ này mới ngon này. Lợn này là lợn đen mà. Ba chỉ đưa đây để em... Em làm bồi bàn à? À, mời hai ông nhá. Mời hai ông nhá, hai ông dùng bữa đi ạ. Đây là vợ chồng con thanh toán tiền nhá, ông không phải thanh toán nữa đâu. Chúc hai ông ngon miệng nhá. Ok ông, à, cảm ơn. Cảm ơn ông. Em trần cho chị cái bộ lòng kia luôn đi. Cái này là... À, mẹ đấy à? À, thần nào. Nhưng mà, chị gái à? Nhưng mà áo này đã bóc tem đâu, bóc tem đi. Để nó vừa mua áo mới đúng không? Ông không đi ấy à? Không đi bắt chuột à? Không biết rồi. Dạ lại không có chuột à? Mẹ hôm nay tàu ghế nhiều hai lần đắp kín lò la. Hả? Cái trần cái này thật kỹ mà. Trần thêm một tí nữa đi. Cho nó nóng hẳn đi. Đấy anh em ạ, đây. Con gà của mình đấy, ngon chưa? Zin luôn. Zin luôn à? Thôi không buôn dưa lê nữa. Cắt cái đít này đi, cắt cái phao câu đi. Khuyên mãi luôn hả bộ lòng. Bà chắc là không hiểu ý mẹ đâu, làm này đúng không? Ừ. Để cháu làm. Đấy. Đúng rồi. Có nghề đấy các bác ạ. Đấy. Ôi thơm thế. Đấy, đấy để nguyên. Mỗi vợ chồng làm cái này là no đến trưa luôn. Rồi ok. Đấy, cái này bà chặt cái này ra đi. Bà làm việc cái này cho cháu nha.
lại đến được con dâu đấy, phân ra mỗi ngày. Đây con dâu với con gái đây. Con dâu à? Chà đi, chà đi. Con gái kìa. Đây à, con gái đây à? Con gái là sinh năm bao nhiêu? À. Em là tầm mấy? À. Ồ, con gà của mình ngon thế này, cẩn thận chặt lại nát hết của mình nhá. À, mình tháo cái cánh ra rồi, không có cái cầm đúng không? Ui, ở trong một con bộ gan kìa em ơi. Cẩn thận để chặt vào tay nhau nhá. Lần đầu tiên thấy chặt gà là khó này đấy. Đấy là anh Hải mới có để quay để ai. Món này về món lạ đấy. Đấy anh em bảo là phải chặt như thế thì mới có cái quay này. Chịu cơ thật đấy. Đủ đấy. À nó có mấy con đỏ à? Nhúng nhúng quá à? Để cho bộ gan này nhúng lại nữa này. Ừ, được đấy. Rồi chặt đi, chặt đi. Cái này chặt ra đi. Chua này à? Chua lũ dưới vô nè. Ý là chặt to, chặt nhỏ. Ừ, chặt to to ra. À, à. Bạn làm được đấy. Cái này ba bình không ăn luôn ở đây nhưng mà để nguyên này thôi. Được rồi, cho vào đĩa đi. Ừ. Cho cả cái này vào đĩa nữa. Đấy. À ở đây không có đĩa thì bác rồi. Cả ta ơi. Quá ngon luôn. Giờ đi đâu đâu bà phải dơ lên thế nào? Đấy. Gà này phải bà nuôi hay là bà mua? Mình nuôi à? Ok. Mấy năm rồi bà? Nuôi được mấy năm? 6-7 tháng rồi nhỉ? Mấy năm thì? Ơi giờ tiền đã, giờ tiền thôi mình mang sang quán dê bên kia mình ăn. Thì tiền xong nào phải trả bán nữa cơ mà. Không, cứ trả tiền trước đã. Trả tiền đi, trả cả thịt của ông đi. Chị tính em cả thịt nữa. Rồi. Bao tiền một nạn? 120. 120 đến 150. Cái này là... À, 450 đúng không? 450, 120 là bao nhiêu? Tính nhanh em nào. À. 1, 2, 3, 4, 5, đếm đến 10 không tính ra là đấy, đấy, đi đấy. À. À. Cái gì? 450 với 120 là 570, chuẩn luôn. Cho em một bát mèn mén với ốc đậu sang bên kia luôn nha. Này, cầm luôn một bát ốc đậu đi. Lấy luôn ốc đậu. Ê em ơi. Đây là món ốc đậu. Đấy, ok luôn. Mén mén nữa, cơm mén mén nữa. Đây, mén này, mén đấy cơ. Đây, đổi cho mày một tờ này. Đó cần đổi không? Ôi, anh vừa đi bán trâu hay gì mà lấy tiền nhé. Nó đang tung. Bố em chị 401. Đâu cả áo đậu mèn mèn nữa. Không hư. Cần vào cái đó. Cầm cái này. Rồi. Sao không cho sang mắt to này này cho nó rộng. Đâu ngồi ở đây à anh? Hả? Ở đây có người ngồi rồi à? Cho sống mắt cho. Hả? À bên này vẫn ngồi được cái gì? Ở đây có ngồi được không? Thế ngồi đây nhá. Đây.
Đây lấy nguyên một đoạn này này. Cắt thì cắt thẳng chứ. Đây cắt kiểu này này. Đây. Cắt này nhá. Nhiều. Đây, nhiều quá. Đây. Đấy, từng đấy thôi. Rồi. Để thế thôi á. Thế thôi. Lại ăn như thế á. Ừ. Kinh tế hôm nay là không có điều kiện. Hôm nay ở nhà này hết tiền rồi. Hết tiền cắm người tí cắm anh Hải ở đây nhá. À. Nhưng mà có nuôi được anh hay không? Có. Đấy ở tí ở lại đây luôn nha anh nhá. Cái này không phải chẹt để anh ăn nguyên hẳn một cái này. Ờ à, cũng được. Sướng. À xin chào. Chào hai anh em. Hai anh em mình cùng quay nhau bắt tay cái. Anh Dương Giang, anh Hứa em ở đây dắt em đi chơi bây giờ nè. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay anh em mình có hẹn với nhau. Đây là bạn cần kênh đây đó. À đâu? Dạ, em đây đó anh Giang. Đây đó anh Giang đúng không? Đấy. Chào người đẹp, bắt tay cả nhỉ. Đấy. Đây là bếp trên bàn. Bếp trên bàn, một trong những kênh chuẩn bị nổi ở Việt Nam. Đấy, Lý Tư Thất Việt Nam. Dạ. Dắt cái kênh đi bếp trên bàn này các bạn. Trước kia anh quay bạn này một video mà hơn 50 triệu view. Hơn 50 triệu lượt xem. Dạ. Ok. Bây giờ dắt người nó tiếng đi mà nó hay quá. À, thế à? Thái mà. Ờ, thái ra đi. Đây là món gì vậy? Đây là món thắng cố dê em ơi. À, làm bát dê. Chị dê chị quá quen thuộc nên chị cứ nghĩ là phải để cả quả cho anh ăn đấy. À. Rồi, nghe quên. Không để cả quả nhưng mà để cái này là được. Ờ, cái đấy để đây được rồi. Cho bát đi. Để lại cho nắng lại. Ờ. À. Đây này gọi là phở hay này? Không, đây là dê em ạ. Mà nấu phở hả? À không, mình ăn không thôi. Tí mình ăn mấy áo đậu mèn mén. Anh vừa mới mua con gà đen rồi. Tí ra đấy là anh em mình ăn cùng ăn luôn. Áo đậu mèn mén bao giờ chưa? Dạ chưa. Áo đậu mèn mén này thì có Dung thôi nhỉ. Bếp trên bản nhỉ. Em ăn trước. Bếp trên bản này là người Mông chính cống luôn các bạn nhé. Cười tươi thế nào? Xin chào khán giả. Chào bằng tiếng Mông thì chào kiểu gì? Nhớ xong à. Thế à, anh yêu em như nào? Cú lưu cò. Em yêu anh. I love you. Ý là anh yêu em cũng như em yêu anh luôn à? Em yêu anh cũng giống như là I love you. À, chứ không có yêu lớp ai đúng không? Có từ anh em, có từ tôi và bạn. À. Mẹ nói ai là anh yêu em nghe nói tiếng Mông sao vậy? Không phải nói là em đẹp lắm. Đúng không? Em đẹp lắm. Em đẹp lắm, dạy anh đi. Dạy đi. Em đẹp lắm, ơi Pleiku. Trái tim tôi đã vỡ tan rồi. Anh ở đây là đang ăn bên kia. Mang bên kia đây, đang ngồi bên kia rồi. Cho ít nước vào nha. Đây gọi là tháo khớp. Anh em, chiến đi. Đây làm chấm này hả chị? Đấy em chấm rồi đấy. Đấy chấm đấy. Đấy đúng rồi. Anh mới chấm ngập à. Nó là ngon luôn anh. Ngon. Dạ. Không có giống như gà dưới miền Tây ha. Ngon. Gà đây là khác gà miền Tây nhiều lắm. Bếp trên bàn này có vẻ hơi ngại sao nhỉ. Em vẫn ăn bình thường. Nếu mà mọi người xem trên kênh Sapa TV thì mọi người biết bạn bếp trên bản này, lúc trước mình đã từng gặp bạn ở trên cầu kính rồng mây quay một cái phim. Mình up lên mạng xã hội mà đến phải đến 50 triệu lượt xem các bạn ạ, trên các nền tảng YouTube, Facebook và TikTok. Nên là bây giờ đang động viên bạn ấy làm một cái kênh YouTube. Đấy, bạn này đang làm có một kênh giống như kiểu Lý Tư Thất Trung Quốc luôn. Bếp trên bản hay lắm. Làm ẩm thực quá anh. Ẩm thực rồi chia sẻ cuộc sống của bà con vùng cao á. Đi nấu ăn chưa cho các cháu thứ hay. Chung là nhân văn em ạ. Dạ. Nhưng mà ăn đi em. Đây là xôi. Ừ. Đấy. Bạn ấy là vẫn thích kiểu ốc đậu mèn mén hơn. Chín em. Ok anh em. Đấy. Đây này, riêng xôi là phải gà là phải ăn kèm với xôi. Ừ, anh hay là soi ha anh. Ừ. Dắt lại. Đúng không? Đó. Rồi mình chấm này hả? Chấm á. Chấm ngập ngập vậy. Đó. Cái này là cay quá. Em cứ chấm. À cay, em không phải là cay đúng không? Đúng. Đó.
đúng rồi, mà sắp thành giai mản rồi đấy. Anh phải ăn nhiệt tình vào này nè. Đấy. Chú muốn lấy vợ Tây Bắc không? Người máy nói là trong bản mới được anh. À, bếp trên bản hình như là chưa có người yêu sao đúng không? Có người yêu chưa? Em chưa. À. Chưa có người yêu luôn. Tập trung vào sản xuất video quá nên là chưa người yêu. Anh tạo kênh lâu chưa? Đã. Anh tạo kênh lâu chưa? Em vừa mới học tập mới lập anh. Được nửa tháng chưa nhỉ? Nửa tháng. Nửa tháng đó. Thì qua quán em ăn đây. Chủ tịch hôm nay là nhiệt tình ấy, làm cameraman uy tín thật đấy. Ok, vào đây cháu, vào đây. Chú thì họ hàng gì đâu mà chú, anh thôi. Nào, ai, cảm ơn nha, cảm ơn em bé nha. Đấy, một bên là dê luộc, bên là thắng cố dê. Không thử ăn cái mèn mén bên chợ này nấu cho khác ở bên em. Em đang thử nào. Ăn thật luôn cho em. Thế sao? Hả? Em thấy ăn mèn mén ở đây nó chưa không có bột nếp à, bởi vì bên bản em ấy làm thì mẹ em thấy kiểu lấy cái bột nếp mịn là bột ngô mịn, xong rồi cộng mình hấp xong mình lại mang ra rồi mình lại cộng ấy thêm với bột nếp mịn nữa anh chị. Ăn nó nghệ hơn à? Này, hôm nào cho anh xin phép về nhà em chơi nhé. Về bản em chơi nhé. Được ạ, bản em vui đây. Không, em làm món áo đậu mèn mén cho anh ăn nhé. Phải tự tay em làm cơ, anh mới ăn. Đúng không? Mẹ làm gì anh không ăn. Bản em đông người không vậy? Bản em đông vui lắm ạ. Là hết bản là khoảng bao nhiêu người em biết không? Hơn 200 hộ. 100% là người Mông hết. Ở đó mà con làm nghề gì á? Bản ấy đang sống ở ngôi làng. Chỉ làm ruộng thôi. Ngôi làng đẹp nhất Tây Bắc ạ. Ngon. Chín đi em, chín đi em. Đúng là lâu lâu ra chợ phiên quả đùi gà uy tín thật. Đây là chống thoải mái anh. Đấy, chả biết chống thoải mái. Nó mỏi. Em kia không ăn gà mà. À. Dạ không. À. Mấy con gà này dai chắc là có thể là gà trống á. Không, gà bản thế. Gà bản là con giống vậy chứ. Chắc thịt thế này. Em nhiều khi gà người ta ăn cho thức ăn không mà nên nó không có được ngon gì đâu. À, à. Là cho ăn cảm tâm trạng. Còn đây là ăn ngô và ăn thóc tự nhiên em ạ. À. Gà chạy đồi. Ngoài người ta cho thể dục á. Gà này à. Sáng ăn leo đỉnh Phan Xi Păng. Tối lại chạy về. Đúng không? Nên là da nó chắc. Đúng không em? Chỉ là nó có tập gym đó anh. Đúng rồi. Sáng là sáng leo núi gì xuống núi. Đúng rồi. Sáng lên đỉnh phát. Tối lại xuống. Dạ. Hôm sau lại lên đỉnh. Cô nó tự biết bò về à, tự hết. Bay về. Bay về. Đó, anh em nhìn đây là gà này. Gà đen nó phải xương nó phải đen luôn này. Anh em nhìn thấy không? Đó, gà đen, xương đen luôn. Một cân hơi là một cân hơi bán 200 ấy hả? Hả? Tôi sống là nó bán 1 cân 200 ấy, gà đấy. Hả? Chuyện đi, này làm thịt dê này. Đây, mời mời em thưởng thức món súng dê. Sống dê nha. Súng dê, chim dê ấy. Dạ. À, Chiến thì cầm đây cắn cái đầu à. Cái này là cái phần đầu hả? Hả? Cái dưới cổ đó đúng không? Mày cứ ăn đi. Ăn đi ngon lắm. Mời em. Gái sâu sâu vào. Em biết cái này là cái gì không? Em không ạ. Cái này là cà dê.
Thấy sao? Dạ. Thấy sao? Bằng đi em ăn thấy ngon á. Ngon à? Dạ. À? Anh ơi, giòn giòn dai dai. Ưu tiên cho chú hết cái đấy. Ủa, có một cái mua anh. Có đúng một cái thôi, cả một con dê có đúng một cái thôi. Nó đang bảo là cái này là cái cổ dê à. Em ơi, ai Mí đang bếp trên bảng đang thưởng thức món cà dê. Đấy, em ăn cho ý kiến thôi nào. Thế sao? Ngon đấy. Em ăn cà này mấy lần rồi? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên em hỏi em ăn cà mấy lần. Lần đầu tiên trong đời em đi ăn cà. Nó giống như là cọng gân đúng không anh? Hả? Nó giống như là cọng gân đúng không? Đúng rồi, nó giống như gân đấy. Anh ăn thịt nữa nè, thịt dê nè. Anh em mì ăn đi. Em à, em gái bếp trên bản này ăn nhiều vậy em? Ăn. Kênh em là được bao nhiêu người đăng ký rồi? Em làm được hơn 1.000 người đăng ký. Ủa, mới làm mà được hơn 1.000 người đăng ký là giỏi đấy. Ngày xưa anh làm 6 tháng nhá, mới có người đăng ký. 6 tháng luôn ấy, 6 tháng mới có người xem ấy. Đây, mời các bạn nhé. Em làm ấy, em mới quay nhiều những cái cảnh dân gia đời sống ở làng bản em ấy, chia sẻ cảnh đẹp ở trên Tây Bắc này, mọi người là mọi người thích xem lắm. Anh ngày xưa còn lúc mà mới làm ấy, đi nhiều, trẻ khỏe, chịu khó lắm. Bây giờ anh lười rồi. Chung là giờ phải trông chờ vào các thế hệ trẻ này thì chúng ta mới có những cảnh đẹp để xem, những cảnh yên bình. Như anh đi Cà Mau anh? Anh đi rồi. Thôi cố gắng làm nhá, bếp chân bản nhá. Cố gắng thành Lý Tử Thất. Bởi vì Lý Tử Thất Trung Quốc là bây giờ đang bị kiện rồi. Nó bị sẽ bị mất cái thương hiệu Lý Tử Thất đấy. Nó kiện nhau với bên công ty chủ quản của nó. Nên là bây giờ em là sẽ là Lý Tử Thất của Việt Nam. Lý Tử Thất của Lai Châu à? Giới thiệu về phong tục tập quán với lại món ăn đặc sản lên với mọi người ấy. Xong rồi về nấu cho mọi người biết này, mèn mén ốc đậu của quê hương em. Dạ. Hình như hôm nọ em có làm video về món mèn mén là sao đúng không? Vâng, ở nhà hôm đấy bọn em đi lấy ngô ấy. À. Em làm luôn. Nhưng mà anh thấy là làm video ngắn quá nên làm video dài dài chút, mọi người thích xem dài hơn. Dạ. Làm ngắn quá thì xem một tí đã hết rồi, buồn lắm. Mình cứ làm video khoảng tiếng anh em ạ, xem nó đỡ buồn ngủ. Xem chưa đã là hết à? Ờ. Rồi, chuyển đi. Video em là dài nhất bao nhiêu phút? 7 phút này. Video nó dài nhất 7 phút, video của anh em mình, của anh em dài nhất là tiếng rưỡi. Em cũng tính 40 phút. À. Em muốn làm, dần dần em sẽ tăng thời gian lên. Em hồi xưa làm hơn 1 năm luôn, cũng không ai coi luôn. Làm hơn 1 năm không ai coi. Dạ. Mà em làm có bao nhiêu tháng nhỉ? 2 tuần. 2 tuần đấy, hơn 1.000 người rồi. Giỏi hơn mặt anh rồi. Không phải, mọi người thích những cái cảnh trên này với những cô gái mà kiểu dân bản này. Trước mình nhớ mình quay bạn ấy một cái video mà nói chuyện là rất là buồn cười luôn. Đợt đấy hát cái bài gì nhỉ? Hát bài Lên Nương anh. À, hay bây giờ hát lại mà. Em hát một đoạn bài Lên Nương đi nhỉ, cho bạn Dũ này cùng nghe. Đây nha, bài này hát rất hay luôn. Em chuẩn bị máy đi. Đấy. Đấy, vừa ăn vừa hát là ở trong. Đấy, ở chợ phiên này nó mới chất. Này đỉnh nhất rồi. Bây giờ em xin mời mọi người lắng nghe bài hát của em. Em thử một đoạn thôi. Bố dạy có một đoạn thôi. Mày hát nha. À. Tăng kỳ nô cư mô ua tê cư dư dư xóa dư kê. Cứ qua tờ mông kỳ ca mô xe tên bê tê khờ rong rong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em dịch về tiếng, em dịch ra tiếng Kinh nhá. À, dịch ra tiếng Kinh đi. Sáng sớm nay em đi lên nương, sương sớm còn trên đỉnh núi. Bước chân em đi nhanh nhanh, đi trên con đường đều. Em xin lỗi, em chưa thường lắm. À, chưa thường lắm à? Thôi như thế là quá hay rồi. Thôi rồi, về luyện tiếp đi nhá. Hôm nào anh em mình gặp nhau lại hát tiếp nhá. Vâng, ok. Sau nhất định rồi. Hát thuộc một bài. Ok, cảm ơn đây. Tặng tặng em cái miếng cà dê. Bà tên gì em? Bà hát Lên Nương. Lên Nương. Nhưng mà bài này của ca sĩ nào hay là... Em chỉ biết từ bố em thôi. Còn bố em học từ đâu thì chịu à? Nhưng bố em có biết đàn ca sáo nhị thổi sáo gì không? Có, bố em biết thổi lá, với cả biết thổi sáo. Thế là bảo bố mà dạy hai bố con lá. Về song ca, song kiếm luôn nhỉ? Hôm nay anh chị sang đấy chơi nhé, bảo bố thổi lá cho chị nghe. Hôm nào mình sẽ sắp xếp một thời gian sớm nhất sang giao lưu với kênh Bếp Trên Bản, một trong những kênh YouTube mà là chuẩn bị nổi các bạn ạ, chuẩn bị nổi tiếng. Bây giờ nó đang chưa nổi tiếng nhá, mình ngồi cạnh này mà sao nó nổi tiếng là nhớ anh nhá, nhớ anh Hải nhá, nhớ anh Hải anh Dũ nhá. Dạ, bây giờ mình ngồi chung là may mắn nha anh. Đấy, ngồi chung là may mắn đấy. Tí về xin chữ ký luôn. Còn em tặng một bài hát nữa cho anh này về bài hát về nội dung chàng trai xinh đẹp. À. Tặng anh luôn hả? Tặng anh. Cái bài tiếng mông thôi. Ờ, à, thôi rồi, hát tiếng mông cũng được. Đố anh mà dịch được đúng không? Anh mà dịch được hết ra thì em sẽ yêu anh. Lấy hơi đây. Bài này có tên là gì? Chàng trai xinh đẹp. À, chàng trai xinh đẹp. Thể hiện tâm ý của... À, Bếp Trên Bản. Không, không phải thể hiện tâm ý của em mà là thể hiện kiểu quý thôi. À, quý quý. À, quý thôi nhá. Chàng trai đến đời An Giang đúng không? Nào, bắt đầu. Lệnh nước hô răng răng, bố chắc có nhờ răng. Rộng thông thị của lưu xuyên cân, chỉ bố ở lý gia. Bố cơ lô mẹ phơ, rộng thị. Bố trao cổ lưu xuyên lưu chân, yếu sáng tầm tàu nhà. Xa lần cho có nhớ, xa lần cho có thà. Xa lần cho có nhớ ô kê, xa tố có tự hư. Có bố cơ nó, lấy nụ rộng rộng. Nhớ tiếc có cả năng cố nhớ, có hô có ý lấy. Quá hay, nhưng mà hát ra tiếng Kinh được không? Dịch đẹp này có biết dịch không? Dịch thì dịch ra nhưng mà không có phát ra tiếng Kinh không hay. Có lời Kinh nha. Thế thì dịch ra bằng lời ra này cho mọi người dễ hiểu. Nội dung là gì em? Nội dung về chàng trai xinh đẹp. À, về chàng trai xinh đẹp và chàng trai đẹp trai. Ý là nhìn thấy anh phát là chỉ có xinh đẹp mới đẹp trai. À, thích rồi đấy, thích về miền Tây rồi đấy. Mai chuyển không phải là Bếp Trên Bản, nó thành Bếp Miền Tây nữa hỏng rồi hỏng anh. Ok, quá tuyệt vời các bạn, hôm nay rất vui khi được giao lưu cùng em Du với lại là em gái Bếp Trên Bản. Hy vọng là các bạn yêu thích subscribe kênh Sapa TV, nhưng mà đừng quên là subscribe cho kênh Bếp Trên Bản đấy các bạn nhé. Mình hứa với các bạn là một lần gần nhất thì sẽ... Em người Mông ở Lai Châu anh. Đấy, bạn ấy người Mông tận Lai Châu mà. Nên là cũng xa đấy em ạ. Là người Mông ở Cán Cấu nhỉ? Nhưng mà Cốc Ly. Nhưng mà có nghe được tiếng không? Có nghe được tiếng nhau không? Có nghe được tiếng à? Hát hay không? Hát hay không? Nhưng mà theo anh hát hay à? Là hát hay à? Thấy nó thấy sướng tai rồi. À, nghe nó sướng tai à? Nhưng có xinh không? Bằng Bếp Trên Bản thì hát chắc là hay luôn các bạn. À, mỗi tội em có vợ rồi à? Thế thì chia buồn với mày, tao cũng thế. Ok, sau đây có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. À, hẹn tất cả các bạn vào những video kế tiếp. Nếu mà các bạn thấy thích hay, hãy subscribe chia sẻ video giúp Hải nhé. Còn có gì thì vào ủng hộ kênh Bếp Trên Bản các bạn nhá. Bếp Trên Bản, cô gái người Mông. Hai vợ chồng em sẽ sang nhà em Bếp Trên Bản tham quan và sẽ gặp bố em để nghe bố em đàn ca sáo nhị nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp nhá. Bye bye. Chào.
ăn ở Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy, hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.